soi kèo bóng đá hôm nay giữa Lille với Rennes diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 23 tháng 8 tại sân Stade Pierre-Mauroy, Ligue 1 2020-2021. Đội bóng của huấn luyện viên Gontier vừa có loạt trận đấu giao hữu trước các đối thủ khá chất lượng đến từ Bỉ và Hà Lan như Mouscron, Club Brugge, Anderlecht và AZ Alkmaar. Trong đó, kết quả Lille thu về được là 2 chiến thắng và để thua đến 3 trận. Nói về trận đấu gần nhất với Brest vào cuối tuần vừa qua, một cái tên vừa thăng hạng lên chơi tại Ligue 1 ở mùa giải trước đó, thì họ đã để thua ngay trên sân nhà với tỷ số 1-2. Một màn khởi động không quá thuận buồm xuôi gió của thầy trò huấn luyện viên Gontier. Có thể nói ở vòng đấu mở màn cho mùa giải, với việc các ông lớn như PSG, Lyon đều không thể thi đấu theo lịch vì vẫn còn nằm trong khoảng thời gian dành cho đấu trường Champions League và cả trận đấu của Marseille đã phải tạm hoãn, thì trận đấu giữa Lille và Rennes sẽ là trận đấu đáng xem nhất. Đến với vòng đấu đầu tiên, Lille sẽ được chơi ngay trên chính sân nhà của mình và đón tiếp Rennes đến làm khách. Dẫu biết ở thời điểm này, phong độ thi đấu của thầy trò huấn luyện viên Gontier không phải là quá tốt, nhưng người hâm mộ của đội bóng chủ sân Pierre-Mauroy vẫn có lý do để vin vào đó, để đặt niềm tin cho đội bóng yêu thích của mình. Cần biết trong 10 trận được chơi trên sân nhà gần nhất, Lille đã có cho mình đến 7 chiến thắng và chỉ mới để thua 3 trận. Đó là chưa kể, mặc dù mùa giải vừa qua đã không kết thúc một cách trọn vẹn, nhưng Lille cũng như Rennes cũng đã hoàn toàn xong 2 lượt đấu. Và trong đó, Lille là cái tên có thành tích áp đảo hơn với một chiến thắng và một trận hòa trong chuyến đến làm khách trước Rennes. Vì vậy, chỉ cần các họ trò của huấn luyện viên Gontier thi đấu tập trung và không để mắc sai lầm, thì một kết quả từ hòa đến thắng sẽ không phải là nhiệm vụ gì quá khó đối với họ. Phía bên kia chiến tuyến, thường chừng như với bàn thắng vào lưới đội bóng chủ sân Allianz Riviera từ khá sớm, thì Rennes đã có thể kết thúc loạt giao hữu trước thềm mùa giải mới thành tích bất bại. Tuy nhiên, niềm vui của thầy trò huấn luyện viên Julien Stéphane đã không tồn tại được quá lâu, khi họ đã liên tiếp nhận đến 3 bàn thua chỉ trong vòng 19 phút và đành chấp nhận để thua chung cuộc trước Nice với tỷ số 2-3. Dẫu sao trận thua vừa kể trên chỉ mới là trận thua duy nhất trong 6 trận giao hữu vừa trải qua của thầy trò huấn luyện viên Julien Stéphane, còn lại Rennes có cho mình đến 4 chiến thắng và để hòa 1 trận. Một màn khởi động không thể nào tốt hơn dành cho họ để chuẩn bị bước vào mùa giải mới tại giải quốc nội, cũng những như việc được góp mặt vào thẳng vòng bảng Champions League 2020-2021 thay vì phải đá từ vòng loại thứ 3. Trở lại với chuyến hành quân lần này, tuy ở thời điểm này Rennes đang có phong độ thi đấu rất ấn tượng và nó còn thậm chí nhỉnh hơn đội bóng chủ nhà khá nhiều, nhưng bấy nhiêu đó vẫn là chưa đủ để người hâm mộ của thầy trò huấn luyện viên Julien Stéphane có thể yên tâm quá nhiều. Cần biết trong quá khứ, Rennes đã không ít lần giành chiến thắng trước Lille, nhưng điều đó chỉ thường được xảy ra khi họ được chơi trên sân nhà của mình mà thôi. Còn việc phải thi đấu trên Pierre-Mauroy luôn là cơn ác mộng dành cho Rennes. Cụ thể kể từ mùa giải 1990-1991 cho đến nay, họ đã có tổng cộng 28 lần đến làm khách trước Lille trên mọi mặt trận, trong đó Rennes chỉ mới có đúng một chiến thắng duy nhất, còn lại có 11 trận hòa và để thua đến 16 trận. Dẫu biết thành tích này chỉ mang tính tham khảo, nhưng nó vẫn sẽ ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của họ rất nhiều. Dự đoán kết quả Lille với Rennes. Chọn kèo châu Á, Rennes nằm dưới đồng nửa. Chọn kèo tài xỉu, xỉu hai trái rưỡi. Chúc anh em gặp nhiều may mắn, thuận lợi khi bet banh. Đừng quên nhấn like video, đăng ký kênh, bật chế độ theo dõi để cập nhật những video nhận định mới nhất.